Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo cáo trạng điều tra, năm 2015, Trương Quốc Tuấn, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất gần 9 hecta tại phường Tam Phước do công ty cổ phần may xây dựng Huy Hoàng, công ty Huy Hoàng và một đối tác nước ngoài quản lý từ đất công nghiệp sang khu dân cư thương mại. Tiếp đó, Tuấn ký hợp đồng với công ty Huy Hoàng, thỏa thuận bồi thường số tiền hơn 35 tỷ đồng để được nhận chuyển nhượng khu đất nói trên. Biết công ty Huy Hoàng chưa được đăng ký quyền sử dụng đất, nên Tuấn bàn với Nguyễn Văn Đức, lúc này là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Phước, hợp thức hóa để cho em ruột của Đức là Nguyễn Hữu Thành đứng tên chủ sở hữu khu đất trên. Sau đó nâng giá trị kinh phí bồi thường và Thành được nhận tiền bồi thường rồi đưa lại cho Tuấn. Theo cáo trạng, các bị can liên quan đến vụ án này gồm Lê Viết Hưng, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai, Nguyễn Tấn Long, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, Nguyễn Tấn Tài, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chi nhánh thành phố Biên Hòa, Nguyễn Tấn Vinh, nguyên trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Biên Hòa, Hồ Bá Minh Nguyên, phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Biên Hòa và một số cán bộ khác của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đồng Nai, cán bộ phường Tam Phước đã vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại ngân sách nhà nước tổng số tiền gần 79 tỷ đồng.